Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đến với video của kênh Xuân Muộn TV của mình nha. Hôm nay mình sẽ không có một cái clip hát hò rồi hội hè đấy nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip giới thiệu cho mọi người cùng biết là tình hình hoa vải thiều của lục ngạn thời điểm hiện tại là ra hoa như thế nào nhá. Hình ảnh các bạn đang được xem là cây hoa vải thiều, hoa của cây vải lai, gọi là vải lai chữ U hồng. Thì thời điểm hiện tại đang là vào cuối tháng giêng, hôm nay là ngày 27 tháng giêng 2021 âm lịch ấy, vào ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch. Hoa vải thì hiện tại thì tất cả các loại cây vải của lục ngạn thì có khá nhiều loại cây vải nhé, tất cả đều ra hoa. Năm nay thì hoa vải thiều thì ra rất là, gọi là tất cả những cây vải thiều năm nay thì đều là ra hoa hết. Cây này là cây hoa vải thiều Thanh Hà nhé. Vải thiều Thanh Hà thì tôi thấy đây thì là ra hoa là toàn cái hoa vải, thường thường người ta gọi là hoa có vải cái ấy, là vì hoa nó toàn có quả ấy. Toàn hoa vải có quả thôi, rất là đẹp, nhìn rất là non và đẹp. Cái vườn mình quay ở đây thì là ở dưới đồng cốc nhá, ở khu vực dưới đồng cốc Lục Ngạn Bắc Giang. Video của mình chỉ quay cho mọi người cùng biết là tình hình hoa vải thiều của Lục Ngạn thì năm nay nó như thế nào thôi, chứ còn mình không có nói về kỹ thuật chăm sóc này nọ thì mình không hiểu. Mình chỉ cập nhật tình hình là hoa vải thiều cái thời điểm hiện tại vào cuối tháng giêng này thì nó ra thế nào. Năm nay hình như là hoa vải thì nở sớm hơn mọi năm thì phải. Mọi năm thời gian này thì thời điểm hiện tại thì vải nó cũng chưa ra được, nhưng mà năm nay thì bây giờ vào cuối tháng giêng thì cũng đã bắt đầu nở rồi. Đây là những cây vải Thanh Hà nhé. Một cái vườn này, cái chỗ này là ngày xưa là ruộng nhá, bây giờ nó thành cái vườn rất là đẹp, đang nở. Vừa lúc mình đang quay này vào buổi chiều nhá, trời nó đang bị nắng. Còn cây đây thì là do cây này là vải thiều ngọt. Vải thiều ngọt cũng ra tương đương là vải Thanh Hà rồi, bây giờ cũng bắt đầu nở rồi. Lục Ngạn thì năm nay thì chắc là sẽ được mùa vải. Vì cũng khá nhiều năm rồi thì Lục Ngạn thì cũng mất nhiều. Mỗi thế năm nay thì thấy hoa nhiều. Hoa năm nay thì gần như nở rất là đồng đều. Những cây này thì mới bắt đầu nhú nhú ra, trông rất là đẹp. Cái này là trước đây là cái ruộng, vì bây giờ người ta mới trồng được khoảng tầm 7-8 năm trên cây vải, gọi là vải tơ, rất là đẹp. Kéo có quả ra thì quả rất là to, bởi vì nó còn non mà cây nó còn khỏe cây. Như các bạn thấy không, cây này là cây gọi là vải Thanh Hà nhé, đang nở hoa rồi. Ở cái chỗ vườn này khá là rộng nha mọi người nhé. Mình hôm nay mình đi quay thì mình dùng cái điện thoại mình quay thì nó hơi rung một tí, bởi vì mình không có cái chống rung. Đây, những cây vải rất là đẹp.
đang nở hoa này. Đấy, xung quanh này thì ở dưới này thì vườn vải ở trong ruộng này thì ít thôi, còn thấy người ta chuyển sang trồng các loại cây có múi như là cam bưởi thì rất là nhiều. Đây, một vườn vải trông rất là đẹp, cây rất đủ chất, nhìn lá rất là xanh tươi. Và tình hình hoa vải thiều thì mình sẽ lâu lâu mình sẽ cập nhật cho mọi người tình hình là hoa vải thiều nó ra như thế nào nha, và đến lúc kết trái vào thời điểm nào. Mình chỉ quay vào để cho mọi người cùng biết là tình hình nó như thế nào thôi, chứ còn về kỹ thuật chăm sóc thì mình xin thưa với mọi người là mình không biết nhé. Đấy, những bông hoa nở rất là, nhìn cây rất là khỏe, và những cụm bông trông rất là mập. Cụm bông cây khỏe mập thế này thì cái quả nó rất là to. Đây có cái hình ảnh các bạn đang xem, cây bên này nó đang nở hoa này, nhìn rất là đẹp. Chỉ khoảng tầm 4 tháng nữa, tầm tháng 5 âm lịch thì là được bán rồi. Năm nay có lẽ có khi sẽ được bán sớm hơn so với mọi năm. Bởi vì thời điểm cuối tháng 1 bây giờ đã nở hoa rồi thì tầm khoảng đầu tháng 5 thì tầm bắt đầu đến tháng 5 chắc là được bán rồi. Vườn này khá là rộng nha mọi người nhé, rộng lắm. Gần như là 100% cây ở trong vườn này đều là có hoa hết. Đây như cây này nhé, toàn là gọi là hoa có quả, hoa đực. Nhìn những cành hoa rất là dài. Vâng, hình ảnh các bạn xem thì có thể nó sẽ bị rung lắc một tí, với lại bị chói nắng nữa. Mình đang quay vào buổi chiều nên mà trời nó nắng. Và đến vụ vải thì mình sẽ cố gắng để cập nhật những tình hình vải thiều từ lúc bây giờ ra hoa và đến lúc quả được bán, và tình hình giá vải thiều nữa. Mình sẽ cố gắng quay cho mọi người cùng biết, và mọi người xem video của mình thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Kênh của mình thì chuyên về văn hóa dân tộc với lại video tổng hợp các loại. Có từng cây thì bắt đầu nở nhé. Thời điểm hiện tại thì là nở. Ở dưới vùng thấp này có lẽ là chắc là nước nuôi nó đầy đủ hơn thì nó
nở sớm hơn, còn ở vùng cao, khu vực vùng núi thì thấy nở chậm hơn. Mình quay đây thì ở dưới Đồng Cốc, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn. Mình sinh sống ở trên Phong Vân, thì vùng cao kia thì mình thấy hoa nó chưa nở nhiều thế này. Đây nghe, đây là cây vải, vải ngọt này, ra trên từng chùm đặc xịt luôn. Hoa thì năm nay mình thấy đây thì toàn là hoa có quả nhé, hoa cái ấy. Rất là đẹp. Đây cái này bắt đầu mới từng ấy thì đã bung ra nhé, đấy nhờ có những hoa cái đã bung ra trông rất là đẹp. Vườn này rất là rộng các bạn ạ, cây còn nhỏ nhỏ rất là rộng. Đây cây này là cây, có lẽ mình nhìn thấy giống vải Thanh Hà, cũng vải Thanh Hà, rồi bắt đầu đang nở hết rồi, bắt đầu nở. Chắc chỉ còn khoảng 3 tháng sau nữa thì, 3 tháng hơn 3 tháng sau nữa thì có quả bán rồi. Còn ở xung quanh này thì bưởi cũng rất là nhiều. Vâng, như vậy mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Và mong mọi người hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình. Mỗi lần mình đăng những video mới lên thì nó sẽ thông báo cho mọi người rằng là mình có video mới. Mọi người hãy đăng ký kênh và ấn vào chuông để theo dõi những video của mình nhé. Mình xin cảm ơn mọi người.